Bây giờ đánh đều cái này à? Ờ, đánh đều thuốc lên. Một đều thuốc lên. Một đều thuốc lên à? Ừ. Anh lượm màu gì đây? Xanh. Màu xanh ấy? Ừ, bảo màu xanh, chị đưa cho màu xanh. Xanh rêu à? Chắc là ừ. Cây thu bóng ấy đâu? Cây thu bóng để anh cuốn lên nào, anh lấy không đi. Không có, không có. Có mà. Thu bóng đâu? Thu bóng ở trong cái hộp ấy. Ở ngoài có. Trước em lượm mà có mà. Có. Màu xanh à? Không, nó dây ra người. Có gì che đâu. Anh lấy túi bóng che đi. Nhuộm màu xanh nó dây ra người. Được. Hả? Thấy chưa anh à? Tặng cái áo được. Hả? Áo bẩn ạ. Dạ. Anh rất nhiều áo. Dạ. Áo anh rất nhiều. Đây là sang bảo Hoan em lấy đi. Sang dạ. Sang bảo Hoan em lấy túi bóng đó. Thôi không cần. Áo được. Túi bóng đó. Cũng đây, đây đây đây, không lấy quần này cũng được. Quần này, quần này. Bẩn. Quần này cũng được. Rồi áo này được, bẩn. Đó là. Áo cũ anh không mặc. Hôm nay gì? Có mặc đến nào? Không. Không gì, được, thì lấy áo cũ cũng được. Đi. À, bỏ rồi, anh có mặc rồi. Anh ngồi ghế đi. Đóng phi áo đó, còn đó. Đóng vào. Được chưa? Ừ. Bây giờ nha. Vuốt lên, vuốt từng lên. Đợt đầu. Lấy tay ấy. Bàn tay. Nhã quên xin cái túi bóng nữa. Hoa ơi. Có khăn tay ấy. Hoa. Đấy ra xin có cái khăn tay túi bóng á. Hoa ơi. Được không vuốt lên.